Khán giả Việt Nam háo hức săn vé xem Blackpink biểu diễn. Sau khi có thông tin Blackpink sẽ biểu diễn tại sân Mỹ Đình, Hà Nội vào cuối tháng 7 tới, nhiều khán giả Việt Nam đang háo hức săn lùng vé xem của nhóm nhạc Hàn Quốc này. Ngày 26 tháng 6, Blackpink bất ngờ công bố sẽ tổ chức hai đêm biểu diễn tại Hà Nội trong khuôn khổ Bonpink World Tour. Theo đó, nhóm nhạc nữ nhà IG Entertainment sẽ gặp gỡ người hâm mộ Việt Nam tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Vào ngày 29 tháng 7 đến ngày 30 tháng 7 năm 2023, ngay khi thông tin được đăng tải, đơn vị tổ chức đã công bố thông tin về concert của Blackpink. Vé sẽ được mở bán chính thức vào lúc 12 giờ ngày 7 tháng 7. Những tin đồn về giá vé cũng được chia sẻ khắp các nền tảng mạng xã hội. Dự kiến, vé concert của Blackpink sẽ dao động trong khoảng 1 triệu đồng, 9 triệu đồng, tùy thuộc vào từng vị trí khác nhau. Giá vé trên có sự phân biệt rõ ràng, phù hợp với điều kiện của người hâm mộ. Trước đó, các buổi biểu diễn ở Việt Nam cũng có giá vé tương tự, dao động ở mức 1 triệu đồng trở lên cho hạn mức thấp nhất. Trên các fanpage Vietpop, người hâm mộ liên tục đưa ra các câu hỏi về giá vé, thời gian bán vé và tìm cách để săn lùng vé một cách nhanh nhất. Các nhóm cộng đồng người hâm mộ cũng nhanh chóng triển khai nhiều chiến dịch để chào đón thần tượng đến Hà Nội. Thậm chí, một số fanpage còn hỗ trợ đặt vé, trợ giá vé cho các fan Blackpink. Không chỉ ở Hà Nội, người hâm mộ trên cả nước đã bắt đầu mua vé máy bay để ra Hà Nội xem Blackpink biểu diễn. Nhìn chung, công chúng đã sẵn sàng cho việc chào đón nhóm nhạc nữ nhà IG Entertainment đến Việt Nam.